Ui là trời ơi, mẹ tôi tốn quen mẹ chị mặc đồ kỳ cục vậy. À hôm nay chị đi đổi phong thủy em ạ. Chị nghe đồn trời là ơi. Nghe đồn là Dan là bắt bọ giỏi lắm đúng không? Bây giờ mình đi bắt. Em phải chỉ cho chị mấy chỗ bắt con bọ, trời chị kiếm bữa giờ không ra một chỗ nào bắt bọ luôn. Dan chị Dan full hồi, full bọ. Full luôn rồi á. Chị gặp đúng nhưng rồi mà, đấy. Full từ hồi lâu rồi. Đây đây. Nhưng mà khoan, cái này phải rớt 3 ngày. À 3 ngày mới được á? 3 ngày mới có bọ chị. Nhưng mà nó ở đâu cơ? Nó sẽ nằm ở trong cái khu cắm trại á. À vậy giờ mình ra đu, đó nó mình sẽ đu mấy cái cành cây á chị. Mình ra đó mình rình trước được không? Không, bây giờ chị đi bắt con ruồi trước đi. À con ruồi chị bắt được rồi, hồi nãy chị vừa bắt được con ruồi. À là tối là bắt ruồi hả? Nhưng mà hỏi Dan cái sao Dan em là partner thì em thử khiến mị lên nhà phát hành bảo người ta cho con bọ nó mọc ra ban đêm nữa đi. Đúng. Nhiều. Anh phải cho nó đi ngủ chứ. Bọ nào không mà thức cả ngày vậy? Ngủ ngay gì tầm nay chơi. Ban ngày có, ban đêm lại không có, lạ đời. Đúng rồi, lỡ như người ta kiếm ban ngày. Một hồi em sẽ nói với nhà bác hành là phát minh ra con rắn, con chuột tùm lum nữ cho mọi người theo mà bắt. Trời ơi, con rắn con chuột. À vậy tính ra là chị tính ra là nếu mà là chị cũng bắt được hết rồi đó. Bên cao chính của chị là chị bắt được, chị biết chỗ bắt con kiến, con ruồi, con bướm trắng, con bướm đêm. Với lại nhưng mà bây chưa giờ biết con bọ thôi, chưa biết con bọ nó ở đâu. Con bọ bây giờ phải đợi buổi sáng. Buổi sáng à chị. Bây giờ mình đi chơi đi, xong rồi chút mình đi bắt khay, bây giờ mình vô camping luôn. Vô camping đi, tại bây giờ ở đây chắc là đông đấy. Kiểu mọi người đang tụ tập ở đây đông quá này. Trời ơi, mày hôm nay em thấy chị mặc phong cách gì chị biết không? Sao cách gì? Trời ơi, bị đô chè. Đúng rồi. Phong cách rồi anh chị mà. Trời ơi, vừa nãy Dan ơi, chị đi trôn anh nữa cơ. Thả thính nữa cơ, trời ơi. Hồi nãy chị còn trôn em nữa cơ. Em nghi rồi. Cho nên em xin. Ê nhưng mà cái bộ tiên cá đợt này xịn quá nhờ. Nghe bảo thật là 2000 kim cương hả em? Bộ cá ngựa, lộn bộ con ngựa gì đó. Bộ unicorn, chị đã nhìn thấy con unicorn chưa? Hồi nãy thấy rồi, hồi nãy có bạn nào có con unicorn bạn đi cà lực á, dễ thương lắm. Trời ơi, chị ơi, em là 1000 kim cương đấy. Tí nữa chị sẽ về ạc chính của chị để chị quay thử. Biết đâu chị may mắn hơn mọi người thì sao? May mắn hơn chị. Trời ơi. Chị ví dụ như là Thịnh Zuka này may đen thì 2000, còn chị may mắn hơn thì tầm 3-4000 gì đấy. Ê nhưng mà may mắn mày không nghĩ hả? Thế sai nhỉ? A few moments later. Sau khi một khoảng thời gian chờ đợi thì bây giờ quá. Đúng rồi, cũng đã được đi bắt rồi các bạn ơi. Let's go. À bây giờ chúng đi ta sẽ đi theo chút. Chị mới thi còn thiếu con gì chị? Chị thiếu con bọ này, đúng con bọ này đấy em ạ. Trời ơi, con bọ này nghe nói nhiều người đồ khó bắt lắm. Khó bắt phải lắm. Phải cực kỳ là chậm hơn chứ chậm nữa. À chứ không là nó đi hả? À, chị bấm giữ cái nút bắt đi. Rồi di chuyển đó là. Bây giờ tập trước đi. Phải tập trước hả? Trước. Chị sao? Phải di chuyển làm sao á mà để cho cái chân chị nó không có ra khỏi luôn nè. Đúng rồi. Đi cực. Cái gì dữ vậy? Đây bây giờ chị giữ đi, đầu tiên chị giữ ở cái nút đây như vậy hả? Đúng, đi vậy. Đi chậm thôi. Ôi. Tới gần con bọ thẻ nút ra là giờ được nó chị. Trời ơi, cứ không là nó biến mất hả? Đúng rồi chị, nó bay mất á. Được không, nó sẽ bay mất liền. Ý là chân ra khói là nó đi luôn. Ok. Trời khó vậy ta. Con bọ rất là khó luôn. Nhưng mà bây giờ mọi người tản ra đi kiếm bọ đi. Khoan. Nè mọi người mỗi con mà sao mà chung nhau được. Cái này là mình gọi là kỹ năng nhưng mà chị chưa biết con bọ nó sẽ như thế nào hết, nó đậu trên cây đúng không? Đúng rồi, nó đậu đây, trên cây. Đây bây giờ nè, chị đâu rồi? Đây để chị dòng lại. Bên khu này đâu không có đâu. Chị có thấy á là ở phía trên đầu của cái con rắn á là nó còn mấy con bọ cắn cứng không? Ui bé con bự luôn. Đó. Bởi vì sao? Bởi vì đây á chính là thiên đường, à giống là vương quốc của mấy bọ đó. À là bây giờ mình phải nhảy lên đấy hả? Không, ý là bên đây là vương quốc. Là bên này thôi. Ok. Nên nó sẽ ở bên này nè. Bây giờ chị nhìn ở mấy cái cây nấm coi có không. Ủa cây nấm cũng có nữa hả? Có, nó đậu ở thân cây nấm á, chị đi chậm thôi. Chị sợ quá. Chị sợ nó trôi đi đâu mất quá. Đi đâu ra đâu, có đâu. Hay nào đây là do nó đi nhanh có? Quá, ông kiểu đi nhanh quá. Sếp bọc đi nhanh quá. 8 giờ là có rồi, nhưng mà bây giờ phải đi kiếm. Thế nếu như vậy trên mấy cái nấm không có, chị nhìn ở chỗ cái cây này nè.
cây đây nè. Nè, mè lại gần nó bay là nó bay mất luôn, nó biến mất luôn á. À chứ nó không cho cơ hội lại như mấy con kia. Ui chị hay, chị hay gõ hụt lắm, mấy con bướm mà chị còn gõ hụt nữa mà. Chị phải di chuyển trước, phải di chuyển cái nút mà cho nó thật chậm 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 sau đấy mà là ấn vào cái nút mà chuẩn bị vợt đấy. Đấy, tới nơi cách tầm khoảng cái nhà một xíu thôi là buông cái nút ra là ok, là work thì là giật liền. Được luôn. Ê ông chị ơi, tôi đóng không bắt đi. Em thấy chứ chị đâu có thấy đâu. Em bắt đi, em bắt đi, em bắt đi, em bắt đi. Nè, tôi ra bây giờ chị đừng yên nữa nha, em bắt đi. Ờ, chị đừng yên. Đi nha, đi chậm thôi. Mấy đứa kia nè, mấy đứa kia nè. Em đang đi đớn nè. Cây vô đây rồi vậy, cây em đứng rồi vậy. Cây em đứng. Đúng, cây đó đó. Ui. Mình có thấy được ra. Đợi bắt ra được. Đà nó đi từ xa ơi là xa luôn. Đi ra đi ra. Đà đi ra đi. Mấy đứa nhỏ nó bu cái cây chị không có thấy đường. Cố lên, cố lên, cố lên. Bực kia. Ui chắc bắt luôn kìa. Ôi dễ thương vậy. Ui. Thấy chưa? Thấy, 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 thấy. Đây, 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 đây. Trời ơi dễ thương quá à. Bỏ rùa của tôi. Có mỗi đàn Momo này may mắn nhìn thấy nhiều bọ thôi chứ mọi người là khổ khổ tâm lắm. Không thấy ở đâu luôn á. Nãy giờ mỗi đàn có thôi, em chưa thấy con nào hết. Tính ra là đàn đàn mắc tin chứ bộ. Con này nó có không ta? À chị thấy một con đó. Rồi. Đâu đâu đâu. Ngay mấy ngay mấy cái nấm. Bây giờ chị hãy bình tĩnh nha. Đây 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 đây. Chị đi chậm thôi. Chậm rồi. Chị đi chậm lắm rồi đấy. Nhớ là đừng có thấy khói nha. Đừng có manh động vậy ơ. Ôi áp lực quá. Trời ơi đi cái khí cầu. Ui. Từ từ đâu. Đấy đúng đi. Đúng bài đấy, em thấy đúng bài đấy. Đi chậm thôi, đi chậm thôi. Căng não á. Ê em cũng thấy, em cũng thấy nằm cô đây. Đi. Tập nào là được hả trời. Tiếp đi chị, đừng cứ đi chậm. Được chưa. Chưa. Cái gì? Chậm thôi, đừng có đi nhanh. Được chưa? Thôi. Yes. Ôi, bỏ luôn. Thôi. Đấy, tên. Yeah. Đấy là ai cũng có bảo rồi. Đấy là ai cũng có bảo rồi. 6mm à. 6mm. Ui, ai cũng 6mm hết. Cô chị có 5 à. Trời ơi. Thật miệng, thôi được rồi, cảm ơn mọi người, vậy là bây giờ ai cũng có bọ được rồi đó. Hôm nay mẹ bán cá đã bắt được một con bọ. Mẹ vẫn thịt, mẹ vẫn thịt. Nhưng mà thấy nó đúng căng thẳng luôn nha, kiểu sợ nó bay mất á, đi từ xa là xa luôn á. Ồ, thế vậy là con này tính ra bắt cũng dễ thôi, nếu mà biết cách bắt là bắt dễ mà. Nhưng mà thấy nó thì cũng khó. À, ui đây là có một con bọ tiếp nè. Ui gì mà bọ lắm vậy. Mình sẽ bắt được một con bọ. Sao đang nói nhiều vậy ta. Đây luôn á. Ở cái cây này nè, mọi người qua coi có thấy không? Không thấy. Coi đi kìa, đi chậm chậm cái tướng kìa. Em không dám đi nhanh đâu, bé đi quá. Cứ chờ, đi chờ. Ôi, ôi. Được rồi. Trời ơi, 6mm. Lại là 6mm. Ủa, wow. Mới chị đây là 5mm. Ồ, sao mới con của mình là 5, mình thì bự và bắt được con nhỏ xíu à. Quên gì rồi đúng không? Nhớ. Đừng quên ấn subscribe cho kênh Mickey Play để xem thật nhiều video về game của mình nha.